kính chào quý vị khán giả. Cho đến giờ, bệnh tim bẩm sinh vẫn luôn là sự lo lắng của mỗi gia đình có con nhỏ mắc bệnh, và đặc biệt hơn là những cháu nhỏ mắc các dạng bệnh biến thể phức tạp. Trong chương trình ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi dành một ít phút để cảm nhận và sẻ chia nỗi niềm ấy với câu chuyện về gia cảnh của cháu Vũ Văn Khánh ở huyện Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Dù đã qua 4 lần phẫu thuật, nhưng đến giờ, cháu Khánh vẫn đang phải đối diện với những hiểm nguy. Hai bàn tay em Như hoa đầu cành Cánh tròn ngón xinh Hoa ấp cành lá. Tiếng trẻ ea học bài là niềm hạnh phúc giản đơn với mỗi gia đình nhỏ. Vậy nhưng, với vợ chồng chị Vi Thu Hường ở Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, thì những phút giây thế này là niềm hạnh phúc lớn lao gấp bội phần. Bởi cháu Vũ Văn Khánh, con trai duy nhất của anh chị, mắc một căn bệnh hiểm nghèo, bệnh tim bẩm sinh, tứ chứng phalo 4. Từ khi mới được sinh ra, cháu Khánh thường xuyên bị ngất do không thở được. Nhiều lần, chị Hường tưởng đã mất con vĩnh viễn. Mới 9 tuổi, nhưng cơ thể nhỏ bé này đã phải trải qua 4 lần phẫu thuật. Cứ như thế, con mổ, mẹ đau, nhưng hy vọng giữ lại đứa con yêu quý lại tăng thêm một chút. Hôm nay, nghe tin có đoàn y bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức về khám sàng lọc các bệnh về tim mạch cho tất cả các bệnh nhi tại trung tâm y tế huyện, chị Hường bỏ hết công việc để đưa cháu Khánh tới khám. Đã qua 4 lần phẫu thuật là 4 lần hai vợ chồng hy vọng. Nhưng hôm nay, sau buổi khám lại, các bác sĩ đã cho biết thêm một tin chẳng lành. Thưa quý vị và các bạn, đây là trường hợp của cháu Vũ Văn Khánh. Cháu Khánh thì cũng đã mắc bệnh tim bẩm sinh như được phẫu thuật vào năm 2012. Bác sĩ có thể cho biết cái nguyên nhân tại sao rằng là bé Khánh mặc dù đã mổ 4 lần rồi nhưng mà cái tình trạng sức khỏe vẫn không được tốt lên, đúng không? Đây là một cái dạng bệnh mà khi phẫu thuật người ta sẽ phải cắt bớt một số cái vùng cơ, cái vùng thấp phải. Thế nên là chính vì cái việc nạo vét cắt như thế nó không được, nghĩa là nó không được đồng đều. Thế nên là cái chuyện mà sau khi mổ nó rất dễ gây ra hở van và hẹp van sau này. Nên là cái diễn biến của cháu thực ra là một diễn biến nặng. Nếu mà có được hiến van tim thì của cháu sẽ rất là tốt. Những chẩn đoán của bác sĩ như tiếng sét ngang tai, người mẹ trẻ chẳng thể làm gì hơn ngoài hai hàng nước mắt. Lắm lúc nghĩ bảo là làm sao mà con người ta thì khỏe mạnh mà mình ấy, mình con mình đẻ ra thì lại bị như vậy. Bây giờ hôm nay bác sĩ đi khám bảo cháu nặng ra so với lúc cháu mới mổ. Cháu bây giờ anh chỉ là hy vọng thôi. Ông sao là các bác sĩ có cho cháu để cháu thay cháu khỏe mạnh ấy. Thương con, nhà nghèo, số tiền gần 70 triệu đồng chi phí mổ là quá sức với hai vợ chồng. Bởi anh chỉ làm thuê ở mỏ đá, chị ở nhà chăm con, tổng thu nhập mỗi tháng chỉ hơn 2 triệu đồng. Người quê, giàu nghĩa, giàu tình, nhưng chỉ biết thăm hỏi động viên mà thôi, vì ở đây ai cũng nghèo như vậy cả. Chỉ ít phút vui đùa cùng cháu Vũ Văn Khánh, chúng tôi đã cảm nhận thật rõ ràng về ước mơ của cháu. Một ước mơ hết sức nhỏ nhoi, nhưng ước mơ ấy đang rất cần sự tiếp sức từ cả cộng đồng. Khánh có thích đi học không? Rất có. Có khi nào mà đang đi học ở trường, ở lớp ấy, thấy mình bị mệt quá hay bị đau quá không? Có, không lại. Đau ở đây à? Ở đây đúng không? Thế bây giờ ngồi cạnh chú lúc này thì Khánh mong muốn điều gì nhất? Cháu mong muốn được khỏe bệnh, vui chơi với bạn bè. Thưa quý vị và các bạn, bé Vũ Văn Khánh đã trải qua tổng cộng là 4 lần phẫu thuật. Nhưng sức khỏe của Khánh hiện nay thì vẫn chưa ổn định. Và chắc chắn rằng trước mắt thì sẽ còn rất nhiều cuộc phẫu thuật khác đang chờ đợi Khánh. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là tất cả chúng ta, những nhà hảo tâm, những nhà tài trợ hãy cùng chung tay, cùng giúp sức để cho Khánh có một sức khỏe tốt hơn, để Khánh được học tập, được vui chơi như bao bạn bè đồng trang lứa khác.
mong ước gì quá xa xôi, với những người làm cha làm mẹ, chỉ mong được thấy con cái mình khỏe mạnh, vui cười. Ở nơi đâu có những trái tim trẻ em khỏe mạnh là ở nơi đấy cuộc sống sẽ đơm hoa. Hãy chung tay cùng chúng tôi để tiếp thêm nhịp đập cho cháu Vũ Văn Khánh và hàng nghìn cháu nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Mọi sự giúp đỡ các bệnh nhân tim xin hãy liên hệ với chúng tôi, Quỹ Tấm Lòng Việt, Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.